Bây giờ thì tôi có nói qua là về cái sổ khám bệnh của cháu bé 10 tuổi. Đó. Thì ở đây trong cái sổ khám bệnh này có hai phần, đó là cái phần thuốc uống, bác sĩ kê phần thuốc uống, và cái thứ hai là phần thuốc bôi. Thì thuốc bôi ở đây thì hướng sử dụng thuốc bôi gọi là thuốc bôi thì là Fusit, tức là chắc là đây là một loại hóa chất cộng với lại một cái loại combo bơ, tức là ở đây là họ trộn bơ vào với cái dung dịch Fusit đấy để bôi cho nó dễ chăng. Thì tỷ lệ là một chai cộng một trên một phần hai chai combo bơ, và trộn đều lên rồi bôi. Cách dùng là ngày bôi 2 lần, buổi sáng bôi thuốc một lớp mỏng lên da vùng da ban trần để 15 đến 30 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Buổi tối lại cũng bôi một lần nữa, vệ sinh sạch sẽ vậy cho đấy và bôi một lần nữa, sau đó thì để qua đêm và sáng hôm sau dùng nước ấm. Đấy, thuốc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và cho sử dụng. Nhưng mà thường thì cái ngăn mát này thì nếu bảo quản thì phải bôi rất nhanh, nếu không thì nó sẽ nhanh hỏng, có dung dịch bơ mà. Nên như vậy thì cái việc mà bôi cho các cháu rồi rửa cho các cháu này rất là phức tạp, rất là mất thời gian, đúng không ạ? Để chúng ta phải đợi này, rồi chúng ta phải rửa lại nước ấm này, sau đó vệ sinh sạch sẽ này, thì cái này thì không khác gì chúng ta chăm một là cái cụ già mà bị lở loét vùng da rồi thế, hoặc là bị nằm liệt giường nhỉ. Đây cái công tác chăm này cũng rất là phức tạp. Thì ở đây thì trong cái quyển này sổ khám bệnh này thì ở đây có chẩn đoán này, bắt đầu là ngày 23 tháng 6, à đây thì là đây là chẩn đoán viêm da cơ địa, khám là da niêm mạc toàn thân đấy, hơi thở không có mùi hôi, à bệnh nhân ngứa, ban trần xuất huyết, có những ổ viêm loét kia là trên bề mặt da này, gan bôi đi đây, lưỡi đỏ gì đây này, chữ bác sĩ khó đọc quá, mạch gì đây, chịu mạch cái gì gì này, và cái gì đây này, thuốc cái gì đây, thuốc gì đây, cái gì khó nhìn quá. Lá tắm này thì bao gồm là khổ sâm à, 1 kg sâm đất, 1 kg bằng 300 kg. Ngày khám lại thì cái gì đây, hết thuốc thì khám lại. Đó, ngày 9 tháng 9. Và tóm lại là ngày 28 tháng 7, ngày 9 tháng 9. Và khám liên tục và uống rất là nhiều thuốc, và mỗi lần là 3 triệu tiền thuốc. Ở đây có mấy trang này. Và 4, 5, 6, 7, 13, 21 triệu. Mỗi lần là 21 triệu. Đây là riêng cái sổ này là 21 triệu, còn không biết là còn sổ nào nữa ở trước đó nữa cả. Thế thì là như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng là kết luận rằng là cháu bé vẫn tiếp tục bị và cái bệnh tình không thuyên giảm mấy. Ban đầu thì họ nói rằng là khi mà bị uống cái thuốc đó, đúng không ạ, cái thuốc dạng viên đó thì nó sẽ đẩy cái con vi khuẩn hay là cái virus gì đó ra khỏi cơ thể, lúc đó nó sẽ công thuốc lên và cái vùng da sẽ bị lở loét hơn, lở loét thêm, nhưng mà sau một thời gian thì nó lại hết lở loét nếu chúng ta kết hợp bôi. Thì